Minh Đường Tử Vi xin chào các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng tư âm lịch gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ tháng tư âm lịch năm 2021. Tử vi tháng tư năm 2021 tuổi ngọ âm lịch về phương diện sự nghiệp, theo tử vi tháng 4 năm 2021 tuổi ngọ âm lịch, được cục diện tam hội hỗ trợ, đường công danh sự nghiệp của những chú ngựa thăng trầm bất ổn, dù vẫn có thể gặt hát được những thành công nhất định nhưng đa phần vẫn phải vất vả, bon chen, chịu không ít áp lực. Vốn dĩ cục diện tam hội xuất hiện trong tử vi tháng 4 năm 2021 này của người tuổi ngọ mang tới cho bản mệnh những sự trợ lực không nhỏ, thúc đẩy vận trình thông thuận, nhiều tin vui báo về. Nhất là thời điểm đầu tháng, lúc này mệnh chủ được cắt tinh phù trợ, thúc đẩy suy nghĩ thông thoáng, hành sự quyết đoán, có thể ký kết hợp đồng, giao kèo hợp tác thành công. Càng về cuối tháng, vận trình lâm tuyệt nên vận khí càng giảm. Có việc gì quan trọng hãy tiến hành trước, tỷ lệ thành công cao hơn. Do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm tuyệt, công việc đang tiến hành thuận lợi có thể bị ngắt mạch do tiểu nhân chơi xấu hay bởi sự bất cẩn của chính con giáp này một vài dự định công việc không được triển khai hoặc gặp trục trặc trước đó vẫn chưa được giải quyết triệt để. Nhìn chung vận khí trong tháng trước hành thông sau chắc trở. Vì thế, làm gì cũng nên thận trọng suy tính trước sau, tính toán phương án đề phòng bất chắc. Tháng này, những người vừa mới bắt đầu công việc mới cũng chớ nên vội vàng, giai đoạn đầu mọi thứ chưa thể ổn định ngay được. Bạn càng hấp tấp sẽ càng dễ gây họa. Hãy dành nhiều thời gian để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm hơn là khoe mẽ, thể hiện không đúng lúc đúng chỗ, dễ chiêu họa thị phi vào thân. Nếu cần sự giúp đỡ, hãy tìm đến trưởng bối và những người có kinh nghiệm để xin lời khuyên, mọi nút thắt sẽ được tháo gỡ. Chính bản thân tuổi ngọ cũng sẽ ngạc nhiên với khả năng của bản thân mình. Tử vi tháng 4 năm 2021 tuổi ngọ âm lịch về phương diện tài lộc tài vận trong tháng mới của người tuổi ngọ có nhiều khởi sắc rực rỡ thu nhập chủ yếu đến từ các nguồn ngoài luồng dưới sự nâng đỡ của thiên tài tháng này những chú ngựa có lộc trời ban kinh doanh phát đạt đầu tư thu lời nên chi tiêu khá thoải mái bản mệnh không tới mức dư thừa của nả nhưng cũng đủ sung túc không lo cơm ăn áo mặc tuy nhiên vận xui vẫn luôn rình rập khi nguyệt lệnh lâm tiệt nên bạn cần hết sức thận trọng trong đầu tư hợp tác làm ăn để hạn chế rủi ro không đáng nếu không sớm có kế hoạch chi tiêu khoa học, tài khí tụ rồi dễ tán, e rằng còn rơi vào cảnh nợ nần, bế tắc. Đầu tư tại thời điểm này chớ nên mạo hiểm hay giữ suy nghĩ được ăn cả ngã về không? Vận trình bấp bênh khiến lại ít lỗ nhiều, tốt nhất con giáp này nên hạn chế tiến hành ở quy mô lớn. Cần phân tích kỹ các nguồn tin, chủ động nắm bắt biến động thị trường, tránh bị kẻ xấu lợi dụng làm việc phi pháp hoặc lừa gạt tiền của. Xem phi tinh tháng có bắt bạch tài tinh bay vào hướng Tây Nam đây được coi là phương vị vượng tài khí, cát khí mà bạn cần chú ý. Tại đây có thể đặt biểu tượng thiềm thừ cóc ngậm tiền, phong thủy để dễ dàng thu hút nguồn năng lượng tích cực vào nhà, giúp công việc thuận lợi, tiền bạc hanh thông. Tử vi tháng 4 năm 2021 tuổi ngọ âm lịch về phương diện tình duyên. Bước sang tháng mới, nhờ có bách Việt đào hoa trợ mệnh, đường tình duyên của người tuổi ngọ khá vượng. Các mối quan hệ tình cảm hay xã giao đều rất hài hòa, tốt đẹp thời điểm này bạn cư xử một cách rất khéo léo lễ độ chẳng bao giờ làm mất lòng ai các cặp đôi vẫn duy trì được ngọn lửa tình yêu vừa đủ để tình cảm luôn bền chặt dù không phải lúc nào hai bạn cũng ngọt ngào như thuở mới yêu nhưng càng ở bên nhau lại càng gắn bó khăng khít nhờ thường xuyên trò chuyện chia sẻ với nhau về những khó khăn trong cuộc sống đôi bên không chỉ biết trò chuyện lắng nghe nhau mà còn biết bao dung tha thứ cho những lỗi lầm của nhau trong quá khứ đây là thời điểm rất thích hợp để hai người hâm nóng tình cảm cùng nhau tạo ra những kỷ niệm khó quên người độc thân vượng đào hoa hơn cả bạn đang có nhiều cơ hội để tìm thấy tình yêu của đời mình có người dễ tìm được người tâm đầu ý hợp qua mai mối tình cảm nảy sinh nhanh chóng hứa hẹn những điều tốt đẹp trong tương lai nhưng đào hoa quá vượng cũng có thể biến thành đào hoa sát tháng này bạn có thể sẽ sinh lòng rung động với không chỉ một người khác phái nhưng đừng vội vàng ngộ nhận mà cần cho chính mình thời gian để hiểu được đó là tình cảm chân thành hay chỉ là say nắng nhất thời mà thôi ngoài ra việc bày tỏ tình cảm với người mình thầm mến cần được cân nhắc cẩn thận để tránh khiến đôi bên cùng khó xử khó nhìn mặt nhau tử vi tháng 4 năm 2021 tuổi Ngọ âm lịch về phương diện sức khỏe Tình hình sức khỏe của tuổi ngọ trong tháng 4 năm 2021 âm lịch không có gì đáng phải lo ngại. Bản mệnh chỉ cần chú ý thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, sinh hoạt khoa học để tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, tháng này hỏa khí vượng dễ dẫn đến các bệnh về da, bị mụn nhọt hay viêm da. Thêm nữa, với những ai có tiền sử bệnh tim càng cần phải lưu ý để đảm bảo sức khỏe cho tốt tránh để cơ thể bị thay đổi nhiệt độ đột ngột xem phi tinh tháng nghị hắc chủ ốm đau bệnh tật bay vào trung cung vị trí chính giữa ngôi nhà tại đó tích tụ nguồn năng lượng tiêu cực ảnh hưởng xấu tới sức khỏe nên cần phải được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng thường xuyên cẩm nang vượng vận cho từng tuổi ngọ trong tháng tư âm lịch năm 2021 một giáp ngọ thuộc mệnh kim nam thái dương nữ thổ tú khẩu quyết công việc đang tiến hành thuận lợi có thể bị ngắt mạch do bất cẩn hoặc tiểu nhân chơi xấu quý nhân, mão, hợi. Tiểu nhân, thìn, tỵ. Màu sắc may mắn, đỏ, nâu. 2. Bính ngọ thuộc mệnh thủy, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, có thể gặt hát được thành công nhất định nhưng vẫn phải vất vả, bon chen. Quý nhân, thìn, dậu. Tiểu nhân, dần, hợi. Màu sắc may mắn, hồng, cam. 3. Mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, nam thái âm, nữ thái bạch khẩu quyết tài vận có khởi sắc thu nhập chủ yếu đến từ các nguồn ngoài luồng. Quý nhân, sửu, dần. Tiểu nhân, tị, mão. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. 4. Canh ngọ thuộc mệnh thổ, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết tình duyên hanh thông, quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp. Quý nhân, tị, dậu. Tiểu nhân, dần, thìn. Màu sắc may mắn, tím, hồng. 5 nhâm ngọ thuộc mệnh mộc nam thổ tú nữ vân hán khẩu quyết chú ý hòa khí vượng nên thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao quý nhân dậu tuất tiểu nhân hợi dần màu sắc may mắn nâu trắng cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại